có đặt một gói hàng đến từ Shopee. Đây là một cái bao rất là mỏng nhẹ thôi, mã đơn hàng là của Shopee giao ha. Rồi đây là một gói hàng trị giá chỉ có 280 đồng thôi. Đây là một gói hàng trị giá 25.811 đồng đó. Rồi đây là mình vui cho các bạn xem, đây là một cái các kết nối nhỏ xinh thôi, mình mua về để mình sử dụng kết nối với thiết bị. Gói hàng nhỏ nhỏ vậy chứ các bạn cũng phải, trước khi mua các bạn cũng phải tìm hiểu kỹ ha. Đó thì đây là mình mua, mình review cho các bạn xem luôn. Đây là cổng cáp Lightning kết nối với cổng jack 3.5 của iPhone. Cái này sử dụng cho cái từ iPhone 7.8 nha các bạn. iPhone 7.8 rồi 10 gì đó. Đó, nói chung cái nào mà có cổng Lightning đó thì kết nối. Thì các bạn thấy đây là cái nó rất là nhỏ ha. Đó, nhỏ gọn. Đâu bằng nè nè, đó. ngón tay chỏ thôi. Ghi hàng chính hãng nhưng mà không có bỏ vô hộp, nó chỉ gói gọn như thế này thôi. Rồi cái đây thì mình cũng kết nối với cái điện thoại iPhone SE của mình coi nó có âm thanh ổn không ha. Mình sẽ kết nối thử đó, mình gắn vào thì nó có khúc gì nè, đó rất nhỏ gọn. Rồi đây là cái cộng cáp, cái tai nghe bây giờ chắc không ai xài nữa nhưng mà mình mua về để mình gắn vào trong cái đây để mình sử dụng, để bỏ cái tai nghe Sony này thì ổn quá. Cái tai nghe này thì của thằng Sony, lúc trước mua mấy cái điện thoại Sony bây giờ nó hư hết rồi. Đó thì mình mua cái tai nghe này để mình gắn vô, mình thưởng thức cái âm thanh của cái Sony. Đây gắn vô, đó gắn vô là nó phải kêu một cái tóc nó sát vô như thế này nè nó mới ăn ha. Rồi mình sẽ bắt thử một cái bản nhạc để mình nghe coi như nó như thế nào. Rồi mình ok để mình bắt thử coi live. Rồi theo ơi, âm thanh của mình thì kết nối ổn các bạn, âm thanh nghe rất lớn, hết bass luôn rồi. Âm thanh của Sony nghe bass rất là tuyệt vời. Rồi thì đây là cái cách kết nối này, các bạn nào đang sử dụng iPhone hay cũ á thì mua thôi, nó chỉ có 25k thôi, kết nối giờ mình thấy cũng ổn rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.